Rồi, xe hơi điện anh em để cặp hơi điện, cái hơi điện chạy quýnh kèn nghe anh em. Hơi điện đâu rồi từ? À, hơi điện. Hơi điện đâu, hơi điện chạy em quýnh cái bài kèn nữa nào. Chỉ được kèn phải không? Hết hơi điện. Bây giờ quýnh chỉ điệu te đầu tập nha. Ok. Mà tê có thể thầy đi qua phải không, đi qua phải không? Rồi ok, chỉ đi qua quýnh chậm cho anh em coi nè nha, coi kỹ qua lăng này nha. Quýnh quýnh ở dưới này trước một cái rồi mới nhảy lên trên hai cái chạy luôn nha anh em. Thank you.